đã ngu, đã ngáo, lại còn gì ạ, lại còn ngang, người khác nói thì không chịu nghe, không chịu học hỏi, không chịu phát triển, không chịu đi lên, cứ rất là ngang đấy. Bản lĩnh doanh nhân là gì? Đầu tiên đấy, đó là cho Huy xin hỏi bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay là người làm kinh doanh. Người làm kinh doanh thì gọi là doanh nhân đấy chứ. Doanh nhân là người làm kinh doanh thì bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay không phải là người làm thuê. Nếu mà nhân viên làm thuê thì không phải là doanh nhân anh chị em nhé. Doanh nhân là người làm kinh doanh, tức là gì ạ? Một cái người làm chủ cái công việc kinh doanh của mình. Đấy, mình tự chủ trong công việc kinh doanh của mình, không có ai trả lương cho mình hết. À, thì đấy gọi là gì ạ? Là doanh nhân, được chưa ạ? Ừ. Ai làm doanh nhân thì vui lòng comment tôi đúng không ạ? Đó. Anh chị em là cái người mà gì ạ? Phải chủ động toàn bộ trong cái gì ạ? Trong cái công việc kinh doanh của mình, từ khách hàng cho đến hàng hóa cho đến là gì ạ? Sản phẩm. Rồi chủ động trong cái việc mà xây dựng phần marketing, rồi bán hàng, tất cả mình phải chủ động hết. Chứ không phải là mình làm thuê, mình chỉ làm một cái công việc nhỏ nhỏ trong cái trong phần đó mà mình phải làm tất cả những cái phần đó. Thì đấy là doanh nhân. Ok. Như vậy là vì thấy là ít rồi đấy. Như thế là số lượng anh chị em làm doanh nhân là như hơi ít đấy. Comment ít thế này thì hôm nay anh chị em mà không phải doanh nhân mà vào đây ngồi học thì nó không đúng đâu, ngồi sai chỗ rồi. Anh chị em nào mà ngày hôm nay mà không phải doanh nhân ấy, không phải cái người mà làm kinh doanh, nghe doanh nhân nghe nhưng doanh nhân phải là giám đốc, phải thế này thế kia. Tôi có phải giám đốc đâu, tôi kinh doanh online, bán hàng online, làm sao phải doanh nhân, đúng không ạ? Nhưng mà kể cả kinh doanh online thì cũng là doanh nhân, nếu mà chúng ta chịu trách nhiệm toàn bộ về cái công việc của mình thì chúng ta là doanh nhân, được chưa ạ? Rồi thế thì một cái người doanh nhân bản lĩnh là một cái người như thế nào, và tại sao thì chúng ta lại cần phải phải xây dựng, phải rèn luyện cho mình. Thế thì chúng ta phải hiểu thế nào gọi là bản lĩnh, đúng không ạ? Rồi bản lĩnh là gì ạ? À, một cái người bản lĩnh là một cái người dũng cảm và có một cái khí chất, có một cái chất riêng, có một cái gọi là sự sẵn sàng đón nhận những cái khó khăn, đúng không ạ? Không có ngại những cái khó khăn và vượt qua được những cái gì ạ, những cái khó khăn một cách dễ dàng, thì đấy gọi là người bản lĩnh. À, gặp những khó khăn mình sao ạ, không biến sắc, thì đấy là bản lĩnh. Và để mà chúng ta trở thành cái người bản lĩnh thì chúng ta thử phải định nghĩa, cũng như là chúng ta phải biết rằng người bản lĩnh thì họ như thế nào, họ cũng có những cái thuộc tính gì, họ có những cái hành động gì, đúng không ạ? Thì đấy là cái cách để mà chúng ta định nghĩa chính bản thân mình. Nếu như mà chúng ta chưa biết đi đường nào là đúng, đi đường nào là sai, nếu mà chúng ta chưa biết là chúng ta phải phát triển theo cái hướng như thế nào, thì đây có thể là một cái chia sẻ để anh chị em có thể tham khảo, đúng không ạ? Anh chị em nhớ nhé, là đây là một chia sẻ để anh chị em tham khảo. Anh chị em không cần phải tin, anh chị em gì ạ? Hãy cứ tham khảo và làm theo. Nếu mà nó đúng thì tức là gì ạ? Là chúng ta làm tiếp. Còn nếu mà không đúng thì làm sao ạ? Chúng ta bỏ qua, đúng không anh em? Rồi, thế thì nói đến cái việc mà bản lĩnh trong doanh nhân ấy, thì chúng ta phải nhắc tới những cái thuộc tính như thế nào, những cái người như thế nào thì được gọi là người bản lĩnh, đúng không ạ? Những người thế nào thì gọi là những người mà hơn người. Đấy. Bản lĩnh hơn người sẽ giúp chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn, giúp chúng ta thành công hơn, giúp chúng ta gì ạ? Sống một cuộc sống có gì ạ? Có ý nghĩa hơn. Đó là lý do tại sao mà chúng ta gì ạ? Chúng ta cần phải có cái bản lĩnh trong cuộc sống cũng như kinh doanh. Và cái bản lĩnh ấy, thì nó không phải là tố chất, nó không phải là bẩm sinh anh chị em. Ví dụ một số người thì thông minh về mặt toán học, thông minh về mặt logic, có một số người thì giỏi về mặt ngôn ngữ, có một số người thì
lại rất là giỏi về mặt cảm xúc, gọi là EQ á, tức là gì ạ, là có khả năng thấu cảm được cái nỗi đau hay là sự sung sướng của người khác. Thì đấy là gì ạ, mỗi người có một cái khả năng khác nhau, nhưng bản lĩnh ấy nó bắt buộc nó phải gì ạ, được trải qua sự gì ạ, sự rèn luyện. Bản lĩnh là phải trải qua sự rèn luyện. Anh chị em có thể thông minh nhưng mà gì ạ, không thể bản lĩnh đấy. Tức là gì ạ, tố chất của mình có thể thông minh hơn người nhưng mà bản lĩnh thì lại gì ạ, thì lại phải phải dựa trên cái sự gì ạ, cái sự rèn luyện. Nó không phải thông minh anh chị em. Như vậy là gì ạ, bản lĩnh là ai cũng có thể gì ạ, cũng có thể có được, ai cũng có thể bản có thể rèn luyện được cái sự bản lĩnh nếu mà chúng ta thực sự mong muốn, đúng không ạ? Thế thì bản lĩnh là gì? À, ở đây nó có 5 cái tố chất của cái người bản lĩnh. Đấy. Cái tố chất thứ nhất đó là thách. Cái người mà bản lĩnh ấy là họ luôn luôn là gì ạ? Đón nhận những cái thách thức. Cho nên cái từ khóa đầu tiên đến từ khóa là thách thức. Họ luôn luôn thách thức chính bản thân họ. Họ luôn luôn là gì ạ? Luôn luôn coi những cái thách thức, coi những khó khăn, những cái thử thách ở trong cuộc đời này nó là gì ạ? Nó một cái trò chơi, nó là một cái niềm vui, nó là một cái gì ạ? Nấc thang để mà họ tiến lên phía trước. Họ không lùi bước trước cái thử thách. Họ không cau mặt trước những khó khăn. Đó. Thì ví dụ như là trong cuộc sống ấy có những thứ mà họ gì ạ? Họ đón nhận một cách nhẹ nhàng, có những thứ gọi là khó khăn đến với họ. Ví dụ như này, trong phòng Zoom ngày hôm nay, đáng ra bình thường là gì ạ, là chủ giảng lên mic thì phải gì ạ, phải cấp hot cho chủ giảng chứ, tại sao mà để chủ giảng bấm gọi như là mãi mà không bật mic, đúng không ạ? Thì đó là một gì ạ, đó là một trong những cái thứ rất là nhỏ thôi, để mà gì ạ, để mà thử thách cái lòng kiên nhẫn của gì ạ, của chủ giảng cũng như của MC. Nhưng nếu mà chủ giảng mà gì ạ, không vượt qua được là gì ạ, là cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực mình vì một cái lỗi nho nhỏ đó mà mình quay ra mình trách cái gì ạ, cái người admin. À, mình quay ra là mình gì ạ, mình trách cái người MC. Sau đó là mình bực luôn ra cả là gì ạ, 173 anh chị em có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Thì như vậy là gì ạ? Như vậy là mình thiếu bản lĩnh. Bởi vì sao? Cái nhỏ đấy mà mình không không tự vượt qua được mà mình gì ạ, mình nóng tính thì làm sao ạ? Thì mình không không phải là người bản lĩnh. Đúng không anh em? Đấy. Bởi vì trong cuộc sống anh chị em biết rồi là chúng ta sẽ có rất nhiều những thứ mà nó không hài lòng, những thứ mà chúng ta không không mong muốn xảy ra. Mình muốn là mình phải gì ạ? Vào phát là phải cấp hot cho mình ngay. Đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà cái điều không mong muốn xảy ra thì mình đối xử với nó như nào? Mình hành xử với nó như nào? À, mình sẽ gì ạ? Mình sẽ chấp nhận nó và mình sẽ gì ạ? Biến hóa nó, mình coi đó là một chuyện bình thường và mình dạ mình rút kinh nghiệm, hay là mình sẽ dạ bực mình khó chịu, đúng không ạ? Thì đó chính là dạ, đó chính là một phần nhỏ thôi trong cái một ví dụ nhỏ trong cái việc bản lĩnh. Nhưng mà cái người mà bản lĩnh thì luôn luôn là gì ạ, là dám đón nhận những cái thách thức, dám đón nhận những khó khăn, dám đón nhận những cái gì ạ, những cái cơ hội, dám đón nhận những cái thứ mà người khác không dám làm đấy gì ạ? Cho nên là gì ạ, đầu tiên cái người mà bản lĩnh đó là dám đón nhận những thách thức và sẵn sàng thách thức bản thân mình và thách thức người khác. Thách thức người khác để làm gì ạ? Để mà giúp cho họ càng ngày càng tốt hơn. Đấy, thách thức người khác, thách thức bản thân mình. Và nếu như mà có những thứ ví dụ như là Bác Hồ chẳng hạn, ngày xưa thì có những cái bài thơ ví dụ như là ngẩng mặt gọi gì ạ, đón gọi là ngẩng mặt nghinh phong ấy, tức là ngẩng mặt đón những cái cơn gió lạnh. Mỗi lần khi mà bác phải dạ, chuyển từ cái nhà tù này sang nhà tù khác thì dạ, cái người bản lĩnh là sao ạ? Ngẩng mặt để đón cơn gió lạnh. Đấy. Đúng không ạ? Ngẩng mặt nghinh phong à. Đúng không ạ? Thì đấy là gì ạ? Đấy là ý chí bất khuất của những cái người cực kỳ bản lĩnh. Đấy. Họ không có gì ạ, không có sợ hãi, mặc dù là gì ạ, vào tù bị bắt, bị giải đi rồi bị đánh đập, bị bỏ đói, bị tra tấn, nhưng mà gì ạ, nhưng mà vẫn giữ vững cái gì ạ, cái tinh thần cái tinh thần đó là gì ạ, cái ý chí quyết quyết thắng, quyết chiến quyết thắng đó. Thì đó là một cái người bản lĩnh, được chưa ạ?
Cái thứ hai nữa, cái người bản lĩnh đó là gì ạ? Đó là họ có một cái trách nhiệm, họ dám nhận trách nhiệm ấy. Ví dụ như này, họ dám nhận những cái vị trí mà người khác không dám nhận. Đấy, cho nên là gì ạ? Họ là cái người rất có trách nhiệm. Họ nhận nhiệm vụ thì họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ đó một cách xuất sắc, dám chịu trách nhiệm. Cho nên cái từ thứ hai đấy là từ trách hay là trách nhiệm, đấy nhỉ? Và những cái người mà sẵn sàng nhận trách nhiệm thì họ sẽ là những cái người mà gì ạ? Rất là uy tín. Những cái người uy tín như vậy thì họ sẽ là gì ạ? Những người bản lĩnh. Bây giờ anh chị em tưởng tượng nhỉ, nếu mà anh chị em nào trong đang làm việc trong một đội nhóm, hoặc anh chị em có một đội nhóm, mà bây giờ có một cái ai đó mà giao việc cho chúng ta nhưng chúng ta không dám nhận, chúng ta lý do thế này lý do thế kia, mà ui em không biết làm đâu, ui em không chưa làm cái này bao giờ đấy, thì như vậy là gì ạ? Không dám nhận trách nhiệm. Đấy là một cái tố chất của cái người mà gì ạ? Thiếu bản lĩnh. Thiếu bản lĩnh đấy. Cái người mà cấp trên chúng ta họ giao nhiệm vụ cho chúng ta bởi vì sao ạ? Bởi vì họ tin rằng chúng ta có thể làm được, và họ mong muốn chúng ta gì ạ? Chúng ta làm tốt nó để mà gì ạ? Để mà chúng ta trưởng thành hơn. Họ giao nhiệm vụ cho chúng ta bởi vì họ tin tưởng chúng ta, nhưng mà chúng ta làm sao ạ? Lại không dám nhận trách nhiệm. Hoặc trong đội nhóm chúng ta có những người như vậy nhỉ? Tức là mình giao nhiệm vụ cho họ thì họ không dám nhận trách nhiệm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ sợ. Bởi vì họ sợ hãi. Cho nên là gì ạ? Cho nên là họ không dám nhận những cái trách nhiệm. Cái thứ hai nữa, khi mà họ đã nói là họ sẽ gì ạ? Họ có trách nhiệm với lời nói của họ. Đấy. Cho nên là gì ạ? Những cái người mà bản lĩnh thường là những người rất uy tín. Những người rất được gì ạ? Rất được người khác tin tưởng và yêu mến. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ sẵn sàng chấp nhận những cái gì ạ? Những cái trách nhiệm. Họ dám đứng mũi chịu sào, họ dám gì ạ? Họ dám gọi là đi trước đón đầu. Đấy. Họ dám làm những thứ mà người ta không dám làm, họ dám nhận những cái vị trí mà người khác không dám nhận. Thì đấy chính là gì ạ? Đấy chính là bản lĩnh. Đúng không ạ? Ok. Thì tiếp theo, cái người bản lĩnh thì họ là những người có gì ạ? Có trí tuệ. Những người bản lĩnh là những người có trí tuệ. Đúng không ạ? Những người có trí tuệ thì làm sao ạ? Là những người mà sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng là gì ạ? Khiêm tốn để học hỏi. Chỉ ai mà khiêm tốn để học hỏi, để đọc sách, để nghiên cứu, để lắng nghe người khác thì những người đó mới là những người bản lĩnh. Bởi vì bản lĩnh ấy, thì nó khác với cả những cái người gọi là gọi là hơi bản lĩnh nó khác với những cái người mà gọi là không suy nghĩ, thiếu suy nghĩ, hành động thiếu suy nghĩ thì không phải là người bản lĩnh, đúng không ạ? Mà những người bản lĩnh là những người dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhưng mà họ gì ạ? Họ làm dựa trên một cái sự gọi là gì ạ? Có tính toán. Họ làm dựa trên những cái sự gọi là có suy nghĩ và có gì ạ? Có trí tuệ. Đúng không ạ? Hành động liều lĩnh dựa trên gì ạ? Cái sự có tính toán, chứ không phải là gì ạ? Không phải là sự ngu ngốc. Đúng không ạ? Cho nên là những cái người bản lĩnh là người luôn luôn sẵn sàng học hỏi. Dám học hỏi anh chị em ạ. Bởi vì học hỏi một quá trình không hề dễ dàng một chút nào. Rất nhiều người sợ học anh chị em. Rất nhiều người sợ học, đúng không ạ? Rất nhiều người sợ học. Rất nhiều người sẽ ngại học. Tại sao? Bởi vì học hành nó một cái thứ gì đó, nó gì ạ? Nó khiến cho con người ta phải thay đổi. Và họ không dám thay đổi. Họ không dám mà gì ạ? Biến đổi con người mình. Họ thích mọi thứ nó gì ạ? Nó bình lặng, nó an nhàn. Đấy. Và gì ạ? Họ không dám nghĩ tới một cái tương lai tươi đẹp. Họ không dám nghĩ tới một cái điều mới mẻ. Đấy. Họ không dám nghĩ rằng họ có thể thành công hơn, họ có thể hạnh phúc hơn. Không dám tin rằng mình có thể làm được những thứ lớn lao hơn. Cho nên họ không dám học. Còn những người mà gì ạ? Sẵn sàng học hỏi, phát triển, thì đấy là những người có ước mơ. Những người bản lĩnh là những người có mơ ước, có tầm nhìn, có gì ạ? Có hoài bão. Và chính vì họ có ước mơ, có hoài bão, và họ biết rằng họ phải thay đổi bản thân, cho nên là gì ạ? Cho nên họ có trí tuệ
và họ luôn luôn hướng tới cái việc mà gì ạ, xây dựng cho mình một cái trí tuệ với sự phát triển bản thân. Đúng ạ? Sự phát triển bản thân đó chính là gì ạ? Đó là xây dựng cái trí tuệ cho mình. Bởi vì chỉ khi nào mình phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai thì mình sẽ ra được những quyết định đúng một cách nhanh gọn. Bởi vì những người bản lĩnh là những người mà gì ạ, sẽ có ra cho mình rất nhiều những quyết định, và đặc biệt những quyết định đó rất là nhanh gọn. Đấy chưa? Thì đó là cái thuộc tính thứ ba của cái người bản lĩnh, đó là gì ạ? Chữ tuệ. Đấy. Đầu tiên là chữ là gì ạ? Chữ thách. Thứ hai là chữ trách. Thứ ba là chữ tuệ. À, tuệ ở đây nghĩa là trí tuệ, luôn luôn theo đuổi trí tuệ. Bởi vì người bản lĩnh thì phải là những người có trí tuệ. Còn không có trí tuệ thì không không thể gọi là người bản lĩnh được. Không thể để cho người khác ngưỡng mộ được. Tất cả những người bản lĩnh đều là những người được người khác ngưỡng mộ, được những người khác yêu mến, được những người khác tin tưởng. Đấy ạ. Cho nên là những người đấy đều là những người có trí tuệ. Rồi. Tiếp theo nữa, cái người bản lĩnh có một cái thuộc tính vô cùng tuyệt vời, đó là gì ạ? Thuộc tính tĩnh. Tĩnh. Tức là gì ạ? Cái sự bình lặng, cái sự gì ạ? Bình tĩnh. Đấy nhỉ? Cái sự bình tĩnh khi mà gì ạ? Có gọi là sấm nổ ngang tai nhưng mà vẫn gì ạ? Vẫn bình tĩnh. Đi gặp khách hàng, đi gặp một cái người lạ thì mình vẫn sao ạ? Vẫn bình tĩnh, đúng không ạ? Rồi bình tĩnh đó là gì ạ? Đó là nó chính là bản lĩnh. Bình tĩnh để vượt qua những khó khăn, bình tĩnh để vượt qua những cái thử thách, đúng không ạ? Người ta bảo là gì ạ? Lửa thử vàng, gian nan thử sức, đúng không ạ? Khi mà gian nan đến, khó khăn đến thì chúng ta vẫn gì ạ? Vẫn bình chân như vậy, vẫn gì ạ? Lặng như gì ạ? Lặng như tờ, nước lặng như tờ. Đấy. Và lửa thử vàng, gian nan thì thử sức, đúng không ạ? Tiền bạc thì thử gì ạ? Đàn bà thì thử gì ạ? Đàn ông. Đúng không ạ? Dùng tiền để thử phụ nữ, dùng phụ nữ để gì ạ? Để thử đàn ông. Đấy. Bây giờ là gì ạ? Cho chị em phụ nữ là gì ạ? 1 tỷ mà gì ạ? Mà mình vẫn lạnh lùng, mình không có gì ạ? Sao động, mình không đánh mất con người của mình, không đánh mất bản chất của mình không đánh mất phẩm giá của mình, thì đó là người phụ nữ bản lĩnh. Đúng không ạ? Đấy. Tức là gì ạ? Tiền bạc không lung lay được cái con người của mình, nó không làm cho mình đánh mất bản thân mình. Có nhiều cô là gì ạ, nhìn thấy tiền bắt đầu mắt hoa, tim đập chân run, xong đó là gì ạ, là xoắn hết cả quẩy vào, thì đấy làm sao được gọi là người bản lĩnh, đúng không ạ? Đấy. Rồi đàn ông khi mà gì ạ, đi cùng một cô gái mà đẹp hoặc nhìn thấy cô gái đẹp thì chân tay có xoắn hết cả quẩy rồi, xong đầu tim đập chân run, xong đầu là gì ạ, là không nói được câu gì cả, bình thường nói rất kinh nhưng gặp một cô rất là xinh đẹp thì là sao ạ, thì lại không nói được câu nào, thì đấy là gì ạ, đấy là thiếu bản lĩnh. Hoặc là như này, bây giờ là gì ạ, là hai người yêu nhau, sau đó là đi chơi với nhau, cầm tay rồi, hôn rồi, vào gọi là nhà nghỉ rồi, nhưng này cô này cô bảo là tức là cô này muốn thử thách anh này. Đấy. Xem là anh này có bản lĩnh hay không. Thế thì sao ạ? Thì cô này cô bảo là bây giờ là hôm nay em chưa sẵn sàng, ngày mai thì chúng ta sẽ quay trở lại. Thì anh này làm sao ạ? Không vượt qua được cái dục vọng của mình là gì ạ? Cứ gọi như là bắt buộc cô ấy phải gì ạ? Cô ấy phải gọi là quan hệ với mình. Thì làm sao ạ? Thì tức là gì ạ? Mình thiếu bản lĩnh và cô này cô sẽ đánh giá. Nhưng nếu mà cô này cô ấy nói và anh này anh có thể có khả năng kiềm chế được. Đấy, có khả năng kiềm chế được, có khả năng gì ạ? Gọi là giảm cái ham muốn của mình xuống. Thì điều này chứng tỏ là gì ạ? Chứng tỏ anh này bản lĩnh. Đấy, gái đưa đến miệng rồi nhưng mà vẫn gì ạ? Vẫn lạnh lùng. Không gì ạ? Không sao động và không biến sắc. Có một cô gái khỏa thân đứng trước mặt nhưng mà mặt vẫn lạnh lùng, không biến sắc. Thì đấy mới gọi là bản lĩnh. Đúng không ạ? Tức là nhiều anh ấy ngồi quán trà đá, ngồi quán cà phê vỉa hè. Đấy, có một cô gái đi qua. Úi dồi ôi, nhìn dáng ngon thế. Luôn nước bọt thế này thế kia. Đấy. Có trường hợp này không anh em? Mấy anh em mà ngồi với nhau dễ có trường hợp này không? Đó. Thì cái trường hợp này nó gọi là vui vui thôi. Đấy. Nhưng mà gì ạ? Bản lĩnh là nó gì ạ? Nó là cái thứ mà mình có thể vượt qua được những cái
bản năng của mình. Bản lĩnh là mình phải vượt qua cái bản năng của mình. Bản năng của mình là như vậy. Bản năng của mình là nhìn thấy cái gì mà đẹp, những cái sướng, mình phải mình xông vào mình làm thôi. Đấy không ạ? Bản năng của mình là nóng giận. Bản năng của mình là cáu khi mà gì ạ? Khi mà mình có cái điều gì đó không hài lòng. Đúng không ạ? Ai làm cho mình cái điều gì đó không hài lòng thì mình bực mình nóng giận. Nóng giận là gì ạ? Là bản năng. Bình tĩnh là gì ạ? Là bản lĩnh. Đúng không ạ? Để đơn giản như vậy thôi. Đấy. Họ có những cái thứ mà gì ạ? Bản năng của mình là gì ạ? Mình thích sung sướng. Mình thích ăn ngon, mình thích mặc đẹp, mình thích đi chơi, mình thích gì ạ? Mình thích nhiều tiền, mình thích gái đẹp. Mình thích sung sướng. Thì đấy là gì ạ? Đấy là bản năng. Nhưng mà gì ạ? Bản lĩnh đó là mình kìm chế được. Mình kìm chế được cái bản năng của mình trước những cái cám dỗ của cuộc đời. Trước những cái thứ mà dạ hào nhoáng. Thì đấy là dạ, đấy là sự kìm chế, khả năng kìm chế, khả năng bình tĩnh hay là khả năng tĩnh. Đấy, đúng không ạ? Gọi là tâm tâm luôn tĩnh trước dòng đời vạn thính, đúng không ạ? Tức là dòng đời rất là xô bồ, rất là nhiều thính thơm, nhưng mà dạ tâm mình luôn luôn làm sao ạ? Luôn tĩnh. Đấy. Tâm luôn tĩnh trước dòng đời vạn thính. Đấy là như vậy, đúng không? Các cô gái khác thì giác thính thoải mái, nhưng mình sao ạ? Mình vẫn lạnh lùng. Rồi, đúng không ạ? Thì đấy mới là bản lĩnh. Và phụ nữ rất thích đàn ông bản lĩnh, đúng không ạ? Đàn ông thì cũng rất thích bản phụ nữ bản lĩnh. Bởi vì sao ạ? Bởi vì người phụ nữ bản lĩnh ấy, thì là những người phụ nữ chung thủy. Không phải gì ạ? Không phải mờ mắt vì vì tiền. Đó, ở trên YouTube hoặc là trên TikTok hoặc là trên các cái kênh video Facebook ấy, thì nó có những cái video đó là gì ạ? Thử lòng người yêu anh chị em. Đấy. Nhờ một cái anh bạn trong đầu là gì ạ? Mang ra 400 triệu để thử lòng cô gái người yêu, xem cô gái có dễ dàng bị gì ạ? Bị lung lạc bởi tiền không. Đấy. Thì cô gái này gì ạ? Thấy bảo là 400 triệu phát bỏ anh kia theo anh này luôn. Thế thì sao ạ? Đấy, cô gái đấy thiếu bản lĩnh. Và khi mà anh ấy đưa cô này vào nhà nghỉ thì bắt đầu anh người yêu xuất hiện, bảo là tôi không ngờ cô là cái người như vậy, tôi cũng có phải là để cho cô phải là đói ăn đâu, thế mà cô gì ạ? Vì 400 triệu mà cô sẵn sàng cô bỏ tôi luôn. Đấy, thì đấy là gì ạ? Là phụ nữ thiếu bản lĩnh. Rồi là gì ạ? Có những cái trường hợp là gì ạ? Lấy một cô bạn rất là sexy để thử anh người yêu xem có dễ dàng là gì ạ? Là gọi là bị dụ dỗ hay không. Đấy, không ngờ anh người yêu này rất là dễ bị dụ dỗ, cô bảo rủ đi nhà nghỉ phát đi luôn, thế là sao ạ? Thế là xong. Đó, thì đấy là gì ạ? Đấy là thiếu bản lĩnh. Được chưa? Đấy, cho nên là cái người bản lĩnh thì là cái người luôn luôn biết kìm chế cái cảm xúc của mình, kìm chế cái bản năng của mình để mà gì ạ? Để mà tỉnh táo, để phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là cái con đường mình chọn và cái việc gì thì tốt cho cái gì ạ? Cái con đường của mình. Đấy. Và mỗi người bản lĩnh ấy, thì bao giờ họ có một cái khí chất riêng, họ có một cái gì ạ? Có một cái phong cách sống riêng, họ có một cái triết lý sống riêng, đúng không? Đấy, và triết lý sống của họ đó chính là cái thứ mà nó tạo ra sự khác biệt, và cái triết lý sống chính là cái thứ mà làm cho con người ta khác biệt so với những người khác, làm cho người ta độc đáo hơn so với những người khác, đúng không? Thì đấy là gì ạ? Đấy là người bản lĩnh. Rồi, cái người bản lĩnh có triết lý sống và họ có một cái thuộc tính của cái người trung dũng. Đấy. Cho nên là cái gì ạ? Cái thuộc tính thứ 5 đó là thuộc tính là cái từ trung. Đấy. Trung ở đây tức là gì ạ? Là trung thành hay là trung thực. Đấy. Họ những người bản lĩnh họ luôn luôn trung thực với cảm xúc của họ, họ luôn luôn trung thực với người khác. Đấy. Trung ở đây tức là trung và dũng, trung là gì ạ? Luôn luôn là gì ạ? Là trung thành với những thứ mà mình đã lựa chọn. Đấy. Trung thành với những cái triết lý sống của mình, trung thành với con đường mà mình đã lựa chọn, và dũng cảm đi trên con đường đó, dũng cảm vượt qua những khó khăn, dũng cảm vượt qua những thách thức. Cho nên là gì ạ? Cái từ tiếp theo mà chúng ta cần phải ghi vào đó là từ trung, đấy ạ? Trung thành, trung thủy, đúng không ạ? Những người bản lĩnh mà cứ nay đây mai đó, cứ gọi là gì ạ? Nay thì ở với người này, mai ở với người khác. Nay thì đi với cô này, mai đi với cô khác. Rồi nay thì
ở công ty này, mai ở công ty khác, thì nó cứ nhảy nhót lung tung như vậy, thì đấy không phải là người bản lĩnh. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ thiếu cái tự tin, cho nên họ mới phải gì ạ? Họ mới phải thay đổi cái môi trường. Họ không phải người tạo ra môi trường mà họ thay đổi cái môi trường đó. Cho nên là gì ạ? Những cái người bản lĩnh thường là những người rất là gì ạ? Rất là trung thành, rất là trung thủy đó. Họ trung thành với cái triết lý sống của họ, trung thành với cái con đường của họ, trung thành với cái hướng đi của họ, trung thành với lựa chọn của họ đấy. Và những cái người này nó trung thành và nó nghiêm túc đến mức mà người ta nói rằng là nó hơi bảo thủ một tí ấy. Nó hơi gọi là cứng đầu một tí ấy. Thì đấy chính là những người mà bản lĩnh đấy. Bản lĩnh là những người người mang tính chất là thủ lĩnh. Thủ lĩnh thì đôi khi nó cũng hơi cứng đầu, nó hơi khó bảo, đúng không anh em? Thì đấy mới là gì ạ? Mới là bản lĩnh. Chứ còn nếu như mà ai nói gì cũng nghe thì đây đâu là loại ba phải, thì đâu phải là bản lĩnh, đúng không ạ? Đấy, thì bản lĩnh là luôn luôn là những người mà có cái khí chất riêng, có một cái tư duy, có một cái trí tuệ, có một cái trách nhiệm, và có một cái gì ạ? À, sẵn sàng đón nhận những cái thử thách, những khó khăn. Như vậy là có năm cái tố chất của người bản lĩnh. Thực ra thì có nhiều hơn, nhưng mà Huy đúc rút lại năm cái yếu tố cơ bản nhất của cái người bản lĩnh. Thứ nhất là từ 5T, nó gọi 5T. T thứ nhất là thách thức, T thứ hai là trách nhiệm, T thứ ba là trí tuệ, T thứ tư tức là tĩnh, bình tĩnh, T thứ năm tức là trung, đó là gì ạ? Là trung thực và trung thành. Ừ. Những người bản lĩnh là những người rất là gì ạ? Sống thật. Họ là những người sống thật, họ luôn luôn là gì ạ? Trung thành hay là gì ạ? Trung thực với chính bản thân mình và trung thực với người khác. Họ sống thật anh chị em. Họ không cần phải màu mè hoa lá cành, họ không cần phải tô vẽ cho bản thân. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ tin tưởng vào bản thân họ, họ yêu quý bản thân họ, và họ gì ạ? Họ có một cái niềm tin mạnh mẽ, cho nên họ không cần phải làm mình trở thành con người khác. Tức là họ không không cố gắng để tỏ ra nguy hiểm. Họ sống thật với con người của họ. Và họ nói rất thật, họ nói rất đơn giản. Họ không nguy hiểm nữa, họ không phải sống ảo. Họ không sống ảo, họ sống thật. Họ sai, họ nhận họ sai, họ đúng, họ nhận họ đúng. Rất rõ ràng. Đấy, thẳng thắn, thật thà, trung thực. Thì đấy chính là gì ạ? Thuộc tính của cái người mà gì ạ? Cái người bản lĩnh. Được chưa ạ? Và đấy là 5T, người bản lĩnh có thuộc tính 5T như vậy. Và người bản lĩnh thì có thêm một cái, thế thì bây giờ là chúng ta rèn luyện, hay là những cái người khác nhìn cái người bản lĩnh thì thấy cái yếu tố gì? Đấy, và chúng ta rèn luyện các cái hành động mà cái người bản lĩnh thường làm như thế nào, và những cái người khác nhìn cái người bản lĩnh thì sẽ có cái điều gì? À, ở đây thì chúng ta sẽ có 4L. 4L. L thứ nhất đấy là tính là gì ạ? Là liều. Những cái người khác ấy sẽ nhìn thấy người bản lĩnh ấy là gì ạ? Họ rất là liều lĩnh. Đúng chưa ạ? Nhưng mà họ liều lĩnh với gì ạ? Với một cái sự trí tuệ. Cho nên là gì ạ? Họ hành động, họ quyết định, mà có rất nhiều người không dám nhưng mà họ dám, thì đấy là gọi là gì ạ? Đấy là liều. Đấy. Thì cái liều thì làm sao ạ? Liều thì mới ăn nhiều, đúng không ạ? Bây giờ mình khởi nghiệp kinh doanh mà gì ạ? Mình sợ trên sợ dưới, sợ trái sợ phải, sợ trong sợ ngoài, thì làm sao mà có thể trở thành một cái người mà gì ạ? Bản lĩnh được nhỉ? Đúng không ạ? Người bản lĩnh thì luôn luôn người đối với người khác ấy thì là liều, nhưng đối với họ thì không phải là liều, bởi vì có tính toán, có suy nghĩ, có gì ạ? Có kiểm tra, có nghiên cứu, chứ không phải là gì ạ? Là liều lĩnh một cách là gì ạ? Là không có trí tuệ. Đấy nhỉ? À, đôi khi ấy, là gì ạ? Cái người người bản lĩnh ấy, là cái người mà dám đi ngược lại so với số đông. Tức là đa phần mọi người không thích cái này, không dám làm cái này, nhưng người bản lĩnh họ dám liều lĩnh để vượt qua cái gì ạ? Cái ý kiến của số đông. Thì đây chính là gì ạ? Cái sự liều. Đa phần mọi người bảo ui sao mà liều thế, đúng không ạ? Thì người bản lĩnh thì họ thấy bình thường mà,
ông do ông tưởng tượng thì ông nghĩ là liều, nhưng thực ra tôi bình thường, đúng chưa? Ví dụ như là một số những cái người như là Bill Gates này, rồi Mark Zuckerberg này, đúng không ạ? Rồi Jack Ma này, rồi rất là nhiều người doanh nhân thành công thì làm sao? Họ bỏ học để mà gì ạ? Để mà họ khởi nghiệp kinh doanh, đúng không ạ? Tôi đang đi học đại học bỏ học luôn để mà gì ạ? Để mà khởi nghiệp, thì đấy là liều, đúng không anh chị em? Đa số mọi người bảo ui sao mà liều thế, đấy, chẳng may thất bại thì sao? Đấy, đúng không ạ? Công việc đang ổn định mà mình lại sao ạ? Bỏ ra để mình khởi nghiệp kinh doanh. Bây giờ mình đang làm công việc tốt này, xong rồi lại bỏ, đang làm công việc nhà nước, đang làm công việc công chức, sau đó là mình bỏ, mình ra làm gì ạ? Ra làm kinh doanh tự do. Đấy, tiền bạc thì sao ạ? Phập phù, không được ổn định. Thì đấy là gì ạ? Đấy là liều, đúng không anh chị em? Đấy, và đôi khi á, là người bản lĩnh là đôi khi nó phải liều. Đôi khi phải liều. Chứ còn là gì ạ? Tất cả mọi thứ mà được tính toán rõ ràng hết rồi, con đường mà nó gì ạ? Nó đơn giản, nó trải hoa hồng rồi ấy, thì gì ạ? Nó không đến lượt những cái con người mà gì ạ? Mà thiếu bản lĩnh. Phải bản lĩnh, phải dám đón nhận thách thức, phải dám gì ạ? Dám chịu trách nhiệm thì mới gì ạ? Mới dám vượt qua được những cái thứ mà người khác nghĩ tới. Được chưa ạ? Đấy. Biết là khởi nghiệp là khó khăn, biết là khởi nghiệp là phải bỏ vốn ra, biết là khởi nghiệp là mình phải làm rất nhiều, biết là khởi nghiệp là mình có rất nhiều thử thách, biết là khởi nghiệp thì mình phải học rất nhiều thứ, biết là khởi nghiệp là mình phải thay đổi bản thân của mình, biết là mình khởi nghiệp một cái công việc kinh doanh mới đó là gì ạ? Đó là một cái sự rủi ro, nhưng mà chúng ta vẫn sẵn sàng gì ạ? Liều để mà gì ạ? Để mà tham gia, thì đấy chính là người bản lĩnh. Bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay chúng ta gì ạ? Đã dám liều để mà gì ạ? Thay đổi bản thân mình để mà gì ạ? Để mà chấp nhận một cái cuộc chơi lớn hơn, một cái gì ạ? Một cái thứ mà rủi ro cao hơn để mà chúng ta gì ạ? Chúng ta có một cái hy vọng, có một cái niềm tin, có một cái gì ạ? Mong muốn chiến thắng trong trong tương lai. Thì comment xuống là tôi, nếu mà anh chị em đã gì ạ? Đã thấy rằng mình cũng liều phết đấy thì hãy comment xuống là tôi, đúng không ạ? Rồi, xin chúc mừng tất cả anh chị em doanh nhân bản lĩnh. Cái yếu tố đầu tiên đấy là gì ạ? Dám liều. Đấy chứ ạ? Dám liều. Đấy, dám liều. Tức cái hành động của mình đấy nó là liều. Thì đấy là gì ạ? Đấy là bản lĩnh. Đấy chứ ạ? Ok, rất tuyệt vời, anh chị em comment xuống tiếp. Cái thứ hai nữa, sau khi mình đã liều rồi ấy, thì mình cần phải lì. Mình phải lì đòn ấy nhé. Mình phải lì lợm. Mình phải kiên trì. Đấy, mình phải vượt qua những cái thử thách, vượt qua những khó khăn, vượt qua những cái gáo nước lạnh ở những cái giai đoạn ban đầu. Khi mà mình bỏ học, mình bỏ làm một cái công việc bình thường nào đó, dám liều lĩnh để chấp nhận những cái khó khăn, biết là gì ạ? Là khởi nghiệp là rủi ro, là có thể thất bại, nhưng mà mình vẫn làm. Và gì ạ? Mình nghe những cái người xung quanh của mình ấy, là người thân người nhà, không phải là mình, nói chung là khi mà mình đang có một cái sự ổn định này mà mình nhảy ra cái làm gì cái gì đó mới thôi, là đa phần những người xung quanh là họ sẽ phản đối, bất kể mình làm cái gì thì họ cũng phản đối anh chị em. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ không dám làm cái điều đó, cho nên là gì ạ? Họ phản đối chúng ta, đúng không ạ? Và họ sợ chúng ta không làm được, cho nên là gì ạ? Họ phản đối chúng ta. Và chúng ta đã là người liều lĩnh, đã gì ạ? Người có ước mơ, chúng ta dạ dám dám thay đổi, và họ không dám thay đổi, họ cũng muốn chúng ta không thay đổi, cho nên họ ngăn cản chúng ta. Cho nên anh chị em chúng ta làm cái gì rồi cũng bị phản đối, được chưa ạ? Không phải làm công việc anh chị em đang làm mà bị phản đối đâu. Anh chị em thử nha. Bây giờ mình bỏ công việc đang làm sang làm công việc khác mà họ không biết thì họ cũng phản đối mà như thường. Họ chỉ khi nào anh chị em làm cái thứ mà họ biết thì họ mới không phản đối thôi. Còn làm cái thứ gì mà họ không biết, là người thân người nhà chúng ta, là vợ là chồng chúng ta, là con chúng ta, nếu mà chúng ta làm cái điều gì mà họ không biết thì họ phản đối ngay, họ sẽ ngàn chúng ta ngay, đúng không anh chị em? Đấy, cho nên chúng ta phải lì. Khi mà mình đã có lựa chọn rồi, mình đã có trí tuệ để mình lựa chọn rồi, thì làm sao ạ? Mình phải lì đòn. Khi mà mình khởi nghiệp mà người ta nói bảo là gì ạ? Thôi đừng làm, khó lắm, không làm đâu. Thế làm sao ạ?
mình nghe luôn, mình là gì ạ, mình bỏ luôn thì đấy đâu phải là bản lĩnh, đúng không ạ? Đấy, cho nên là gì ạ, mình gặp, mình nói chuyện với thằng bạn mình, nó bảo là tao đang khởi nghiệp, tao đang định làm cái này, tao đang định làm cái thằng kia. Thế mấy thằng bạn là, thôi không làm được đâu. Thế toàn mấy thằng bạn lùi ra, mình nghe mấy thằng bạn lùi xong làm sao ạ? Thì mình cũng lùi luôn. Thì làm sao mà gì ạ? Làm sao mà gọi là bản lĩnh được, đúng không anh chị em? Mà mình không phải là doanh nhân bản lĩnh thì làm sao mình kiếm được tiền? Làm sao mà thành công được? Đúng chưa ạ? Mình sẽ gặp được rất nhiều những con người tiêu cực. Nó bảo là gì ạ? Đừng làm cái đấy, lừa đảo đấy. Một số anh chị em làm theo cái lĩnh vực mà đa cấp ấy anh nhỉ. Một số anh chị em làm trong lĩnh vực là gọi là gì ạ? Kinh doanh theo mạng ấy. Thì rất nhiều ông chẳng hiểu gì gọi là đa cấp, chẳng hiểu gì kinh doanh theo mạng, thì nó bảo là gì ạ, lừa đảo đấy. Nhưng mà thực ra là gì ạ, là có phải là đa cấp đâu có nghĩa là lừa đảo, đúng không anh chị em? Đa cấp là một loại hình kinh doanh được pháp luật bảo vệ, và có rất nhiều công ty thành công với mô hình kinh doanh này, và nó là mô hình kinh doanh rất là hay, đúng không ạ? Nhưng mà rất nhiều ông chẳng hiểu gì cả, cứ gì ạ, quy chụp, bởi vì họ đấy là gì ạ, đấy họ nằm ngoài cái vùng hiểu biết của họ, cho nên là gì ạ, họ sợ hãi. Và những người sợ hãi thì làm sao gọi là những người bản lĩnh được? Bây giờ mình không không hỏi những người bản lĩnh, mình muốn trở thành người bản lĩnh, bao nhiêu anh chị em muốn trở thành những người doanh nhân bản lĩnh, comment là gì ạ, là xuống là chữ bản lĩnh được không ạ? Nếu mà anh chị em muốn trở thành cái người doanh nhân bản lĩnh thì hãy comment xuống là từ bản lĩnh được không ạ? Nếu mà mình muốn trở thành cái người bản lĩnh, mình muốn trở thành cái người nào đó, thì việc của mình đó là gì ạ? Việc của mình đó là học hỏi từ những người bản lĩnh, xin ý kiến từ những người bản lĩnh. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mình lại đi xin ý kiến của những cái bọn mà gì ạ? Sợ hãi. Thì nó làm sao ạ? Nó bàn lùi, nó tiêu cực, nó gì ạ? Nó ngăn cản mình, đúng không ạ? Nó cấm mình, đúng chưa? Đấy, cho nên là gì ạ? Là anh chị em nhớ này, mình muốn trở thành người bản lĩnh thì mình phải đi tìm những người bản lĩnh mình học. Đi cái chỗ này đi trà đá với cả mấy thằng bàn lùi, mấy thằng tiêu cực cái gì thì làm sao mà rèn luyện được cái sự bản lĩnh được, đúng không ạ? Cho nên là những ông nào mà tiêu cực nha, để sang một bên, kể cả người thân người nhà luôn, tiêu cực bàn lùi không nghe, không nghe những cái lời tiêu cực. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta đang phải rèn luyện mà. Bây giờ chúng ta chưa rèn luyện, chúng ta chưa bản lĩnh một cách thực sự thì chúng ta phải gì ạ? Tránh nghe những cái thứ tiêu cực, được chưa ạ? Hãy nghe những thứ tích cực. Đấy, để làm gì ạ? Để chúng ta có một cái sự lì đòn hơn, được chưa ạ? Khi mà chúng ta khởi nghiệp kinh doanh ấy, chúng ta sẽ phải va chạm với rất nhiều những khách hàng khoai, những cái người rất là gì ạ? Khó tính, đúng không ạ? Phục vụ những khách hàng rất là khó tính, những cái người mà rất là khoai, đấy, rất là gọi là gì ạ? Khó chịu, đúng không ạ? Những khách hàng mà có thể là gọi là gây ra chúng ta những cái không dễ dàng đấy, rồi liên tiếp những cái thất bại, nhưng mà gì ạ, nhưng mà chúng ta vẫn bản lĩnh để bước qua, vẫn gì ạ, vẫn bản lĩnh để mà kiềm chế khách này khó tính, nhưng mà mình muốn chửi lắm rồi đấy, nhưng mà mình vẫn gì ạ, mình vẫn bình tĩnh để mình nói chuyện, mình vẫn phục vụ họ tốt nhất. Bởi vì những khách hàng khó tính ấy, thì chính là những khách hàng mà trung thành. Những người khó tính ấy, chính là những người bản lĩnh, những người khó tính, nhưng mà khó tính dựa trên nó không phải là cùn đấy anh em ấy, thì họ chính là những cái người mà tuyệt vời. Mình chinh phục được khách hàng khó tính thì những khách hàng dễ tính làm sao ạ? Muỗi búng tay là xong, đúng anh em? Đấy, khách hàng khó tính mà mình còn làm được, bởi vì những người mà bản lĩnh là họ gì ạ? Họ sẵn sàng thử thách, họ sẵn sàng đón nhận mà khó khăn mà, cho nên là gì ạ? Những cái khó khăn đến với họ, họ gì ạ? Họ đón nhận, họ chiến đấu. Đấy là gì ạ? Họ lì đòn, cái sự lì đòn, đúng chưa ạ? Đôi khi ấy, là khi mà mình bắt đầu một công việc kinh doanh mới ấy, thì mình sẽ cảm thấy hoang mang, đúng chưa ạ? Mình sẽ cảm thấy hoang mang, mình sẽ cảm thấy rằng là không biết mình đi con đường này có đúng hay không, tiền thì không kiếm được, thậm chí là còn mất tiền. Mất tiền bởi vì sao ạ? Mình đầu tư kinh doanh là mất tiền rồi anh chị em, cứ bắt đầu làm cái gì đó mới là mất tiền, xác định là như vậy, được chưa ạ? Về âm luôn ấy, không những là không kiếm được tiền mà còn về âm luôn. Vợ con thì nó nheo nhóc, chồng con thì nó chửi, nó bảo đấy thấy chưa, làm chẳng được, toàn thấy mất tiền thôi. Đấy, và mình không lì đòn ấy, mình không vượt qua được cái giai đoạn đó ấy, thì làm sao mà mình đi lên được. Bao giờ anh chị em ấy, cái nguyên tắc của những người mà gì ạ, thay đổi ấy, là bình thường đang như này, khi mà thay đổi phát xuống mẹ, cắm mẹ xuống dưới, sau đó bắt đầu mới ngóc đầu đi lên. Đấy,
Cái phòng Zoom này vẫn chưa có cái bảng trắng. Anh chị em nào mà admin thì vui lòng cài đặt cái bảng trắng nhé. Hỏi bao nhiêu lần rồi nhưng chưa bao giờ cài cái bảng trắng. Cái bảng trắng là mình còn vẽ cho anh chị em. Tức là mình đang đi ngang như này, mình thay đổi phát, nó cắm đầu đi xuống. Mình đang kiếm tiền 10 triệu một tháng nhỉ, tự nhiên bỏ việc ra ngoài mở cửa hàng kinh doanh là gì ạ? Là cắm đầu đi xuống. Cắm đầu đi xuống về cái gì ạ? Thứ nhất là gì ạ? Lương không còn nữa, 10 triệu không còn nữa về không. Sau đó là gì ạ? Phải đầu tư thêm khoảng độ tầm 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu, 1 tỷ nữa để mà gì ạ? Để mà mở một cái shop thời trang quần áo hoặc là một cái cửa hàng gì đó. Sau khi bắt đầu công việc đi vào ổn định thì bắt đầu nó đi lên và lúc đấy thu nhập nó sẽ lớn hơn 10 triệu, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà trước khi mà nó kiếm được thu nhập là 50 triệu thì làm sao? Nó phải gì ạ? Về âm đã. Bao giờ anh chị em phải xác định mình về âm đã. Mà mình không lì đòn vượt qua được cái giai đoạn mà mình âm như thế thì làm sao mà mình đến cái giai đoạn mà thành công kia được, đúng chưa? Đấy. Cho nên là gì ạ? Các cái cuộc cách mạng thế, bình thường mình sống với áp bức bóc lột nha, bây giờ mình nổ ra một cách mạng một phát là gì ạ? Là phải chiến tranh, là phải có người chết. Bác Hồ để mà giành được độc lập Việt Nam thì Bác Hồ cũng sao ạ? Cũng phải gạt nước mắt đi, phải hy sinh rất nhiều gì ạ? Rất nhiều những người lính bộ đội cụ Hồ, đúng không ạ? Chúng ta phải chấp nhận hy sinh, phải ly chấp nhận hy sinh thì mới gì ạ? Mới được độc lập, mới có thành công được. Bây giờ mình sợ, mình không dám hy sinh thì làm sao mình ạ có thể thành công được, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Cho nên phải lì. Rồi khi mà chúng ta kinh doanh thì nhân viên của chúng ta họ đến, họ đi, đội nhóm của chúng ta họ đến rồi họ lại đi, đúng không anh chị em? Có những người họ không gì ạ? Họ không kiên trì được, cho nên là gì ạ? Cho nên họ bỏ cuộc. Thế thì chúng ta là gì ạ? Chúng ta mất năng lượng, chúng ta mất gì ạ? Không kiềm chế được cảm xúc, chúng ta nóng tính hoặc là chúng ta gì ạ? Buồn, chúng ta chán, chúng ta thất vọng thì đấy là gì ạ? Đấy là chúng ta là không bản lĩnh thôi. Muốn bản lĩnh là chúng ta phải lì. Lì tức là gì ạ? Nhân viên họ đến xong họ đi, đó là chuyện bình thường. Đội nhóm họ đến xong họ đi, đó là chuyện bình thường. Có những người họ đồng hành với chúng ta một thời gian, sau đó là gì ạ? Chúng ta xong họ bỏ chúng ta, họ đi tìm một cái con đường khác. Thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Lì lợm để mà gì ạ? Để tiếp tục bước tiếp cái con đường mà mình đã lựa chọn. Thì đấy chính là bản lĩnh. Được chưa ạ? Cho nên yếu tố thứ hai, cái hành động thứ hai của cái người bản lĩnh hay làm đó là gì ạ? Đó là lì. Như vậy. Cái thứ ba, cái hành động thứ ba của người bản lĩnh hay làm đó là gì ạ? Lanh. Lanh tức là gì ạ? Lanh tức là mình gì ạ? Mình chỉ sự lanh lợi. Đó. Khi mà mình khởi nghiệp kinh doanh ấy là mình phải gì ạ? Mình phải nhìn thấy những cái chỗ mà thằng khác không nhìn thấy. Đúng không ạ? Đấy. Mình phải nhìn thấy những cái điểm lợi, nhìn thấy cái tầm nhìn mà đa phần những người khác không nhìn thấy. Đó, mình phải có những cái gì ạ? Cơ hội mà nhiều người chưa biết thì đấy là gì ạ? Đấy là lanh. Đúng không ạ? Những cái nếu mà ai cũng nhìn ra rồi, ai cũng biết rồi ấy, ai cũng nhìn ra đây là chỗ kiếm tiền rồi, ai nhìn ra đây là mỏ vàng rồi ấy, thì làm sao ạ? Thì đâu đến lượt mình để mà mình khai thác cái mỏ vàng đấy, đúng chưa ạ? Lanh ấy, tức là mình phải có cái gì ạ? Có sự tính toán, có sự trí tuệ, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà mình lại có thể nhìn ra được những thứ mà người khác không nhìn được, đúng chưa ạ? Mình phải làm tốt ít nhất trong một một số những cái gọi là lĩnh vực nào đó, tức là mình phải trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, mình phải trở thành cái người mà nhìn ra những cái gọi là cơ hội ở trong khó khăn đấy. Chứ còn nếu như mà mình nhìn đâu cũng khó khăn ấy, thì mình dũng cảm đón nhận khó khăn nha anh chị em nha. Mình dũng cảm đón nhận khó khăn, mình liều lĩnh để vượt qua những cái thử thách, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà mình phải tìm ra trong cái khó khăn đấy thì cái cơ hội nó nằm ở đâu, thì đấy là chính là cái người lanh. Đấy, cái người lanh lợi là cái người thông minh. Đấy, cái người lanh lợi là cái người mà có cái trí tuệ đấy, là cái người mà có thể tìm ra những cái điểm sáng rất là nhỏ, tìm ra cái điểm mấu chốt của cái bài toán khó. Đấy, và giải cái bài toán khó đấy một cách rất là nhanh. Đấy. Cách này không được, làm luôn thử cách khác. Cách kia không được, làm cách khác. Không bao giờ bị mình bế tắc, không bao giờ để mình bị bế tắc bởi một cái công việc gì nào đó.
không để mình bị bế tắc bởi một cái rào cản nào đó. Đấy, cho nên cái người lanh ấy là cái người luôn luôn tìm ra cách và luôn luôn tìm ra giải pháp để giải quyết các vấn đề. Những cái người liều là mình ra quyết định để mình đi theo cái con đường mà khó khăn đấy là mình liều rồi, được chưa? Đấy, lì đó là gì ạ? Mình gọi là khó khăn mà mình không bỏ cuộc rồi. Nhưng mà lanh ấy đó là gì ạ? Khó khăn không những không bỏ cuộc mà mình còn gì ạ? Mình còn tận dụng được khó khăn để biến nó thành lợi thế của mình, thì đấy chính là lanh, đúng không ạ? Tận dụng khó khăn để biến thành lợi thế thì đấy chính là người lanh. Chớp được cái cơ hội để mà gì ạ? Để mà người khác chưa kịp hành động thì mình đã hành động rồi, người khác chưa kịp nghĩ thì mình đã nghĩ rồi, người khác chưa kịp làm mình đã làm rồi, thì đấy là lanh, được chưa ạ? Thông minh và có quyết đoán, có sự gì ạ? Có sự hành động. Đấy, đúng rồi. Ví dụ như là khi mà dịch bệnh xảy ra thì rất nhiều người chuyển sang làm gì ạ? Làm khẩu trang. Đấy, và họ nhìn thấy rằng là làm khẩu trang lúc đó sẽ rất là ngon, cho nên là gì ạ? Họ đã nhanh chóng để mà gì ạ? Để mà chuyển đổi cái mô hình kinh doanh cũng như là gì ạ? Đi tắt đón đầu và họ thành công, họ kiếm được rất nhiều tiền. Huy có người bạn anh ấy cũng khoe rằng là có tháng anh kiếm vài tỷ tiền lợi nhuận anh nhỉ. Bình thường trước đây thì anh ấy làm những cái thứ khác, là may mặc, làm đồng phục. Nhưng mà khi mà dịch bệnh xảy ra một phát thì anh ấy chuyển đổi sang cái mô hình làm khẩu trang, và anh ấy, mỗi ngày anh kiếm vài tỷ mỗi ngày lợi nhuận anh chị em, kinh khủng luôn. Đó, thì đấy là gì ạ? Đấy là việc mà chớp thời cơ. Đó, thì đấy là lanh. Đó, và thêm một cái nữa đó là gì ạ? Đấy là lĩnh ở đây chính là gì ạ? Chính là thủ lĩnh. Đó, thủ lĩnh. Đó, thủ lĩnh tức là gì ạ? Mình là cái người mà gì ạ? Là đi trước đón đầu và dẫn dắt người khác đi theo mình. Đó, không những là gì ạ? Lanh, mà mình còn gì ạ? Mình còn dám chịu trách nhiệm đứng trước gọi là người khác, dám làm những thứ mà người khác không dám làm là sự liều, nhưng mà gì ạ? Mình dám gọi là dẫn dắt người khác đi theo mình. Cho những người bản lĩnh là những người thường là có những cái người đi theo mình. Bởi vì sao? Bởi vì họ là những người thủ lĩnh. Đấy, lĩnh thì cũng là lĩnh thưởng anh chị em. Thủ lĩnh thì sẽ lĩnh thưởng. Bao nhiêu anh chị em muốn lĩnh thưởng ạ? Muốn lĩnh thưởng thì mình phải là gì ạ? Mình phải là gì ạ? Mình phải là thủ lĩnh. Đấy, cho nên là người bản lĩnh thì phải là những người thủ lĩnh. Đấy, cho nên là cái từ thứ tư đó là từ lĩnh. Đấy, lĩnh ở đây là từ thủ lĩnh hay là từ lĩnh thưởng đấy. Đấy, sẵn sàng gì ạ? Sẵn sàng đón nhận những cái phần thưởng, sẵn sàng đón nhận. Có nhiều người không dám nhận thưởng ấy, không dám nhận những cái phần thưởng xứng đáng với mình, bởi vì họ cảm thấy họ không xứng đáng. Đấy, họ cảm thấy sợ hãi đó. Chứ còn thực tế là gì ạ? Những cái người bản lĩnh là những người dám nhận thì mới dám cho. Đấy, dám nhận thì mới dám cho. Bây giờ có ai đó giúp mình không dám nhận thì mình sao ạ? Mình không dám cho, mình ngại nhờ vả người khác, mình ngại trong cái việc mà chia sẻ với người khác, thì đấy là gì ạ? Đấy là chưa bản lĩnh, đấy ạ. Cho nên những người thủ lĩnh thường là những người bản lĩnh, và những người bản lĩnh thường sẽ là những người thủ lĩnh. Cho nên là muốn trở thành người bản lĩnh thì chúng ta phải chấp nhận và gì ạ? Và định vị mình là thủ lĩnh, đấy ạ. Và một cái chữ L nữa, đó là chữ L là gì ạ? Lẹ. Thế là gì ạ? Là hành động nhanh. Cái người thủ lĩnh hay là cái người bản lĩnh ấy, thì họ có một cái tố chất, đấy là gì ạ? Hành động rất là nhanh. Hành động rất là nhanh, gọn, lẹ. Tập trung, quyết đoán. Đấy, ra quyết định rất nhanh. Đấy, thì cái từ nhanh, cái từ lẹ, đấy là gì ạ? Đó là một cái thuộc tính của người bản lĩnh. Cái người bản lĩnh họ ra quyết định nhanh lắm anh chị em. Đôi khi họ xử lý vấn đề trong tích tắc thôi. Thì đấy chính là bản lĩnh. Đấy ạ. Đó. Bởi vì thiếu quyết đoán ấy, thì nó sẽ khiến cho chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Thiếu quyết đoán nó sẽ làm cho chúng ta đáng ra có những thứ không phải khó khăn, nhưng nó lại trở thành khó khăn nếu như mà chúng ta hành động chậm. Theo nguyên tắc là cái việc gì khó ấy, để càng lâu nó càng khó. Đấy ạ. Những việc gì khó để càng lâu nó càng khó. Cho nên là gì ạ? Hành động nhanh nó sẽ làm gì ạ? Là chúng ta đập tan ra những cái thứ khó. Cho nên những người mà bản lĩnh là những người hành động nhanh. Và những người hành động nhanh thì họ ít những khó khăn hơn. Thực ra họ khó khăn giống như mình,
Nhưng bởi vì họ đập tan cái khó khăn khi mà nó còn dễ. Được chưa ạ? Nếu mà chúng ta đang gặp cái điều gì đó khó thì việc của mình đó là làm thật nhanh, đừng có nghĩ nữa. Được chưa ạ? Bởi vì mình nghĩ nhiều quá thì càng nghĩ thì nó càng khó. Đúng không anh chị em? Anh chị em cứ để ý mà xem. Mình cứ càng ngồi càng nghĩ thì nó càng khó, nhưng mà mình cứ hành động xong thì nó lại hết khó. Đấy, cho nên là gì ạ? Nhanh, gọn, lẹ thì đấy là gì ạ? Đấy là thuộc tính của người bản lĩnh, và đây là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Giải quyết những cái vấn đề, giải quyết những cái khó khăn, giải quyết những cái thử thách mà chậm thì chúng ta mất cơ hội. Cơ hội nó chỉ đến ở có tính thời điểm thôi. Và chúng ta là những người bản lĩnh, là chúng ta là người doanh nhân, là người thành công thì chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội, biết chớp lấy thời cơ. Được chưa ạ? À, vượt qua đối thủ cạnh tranh bằng cái việc đó, bằng cái việc mà chớp lấy thời cơ đó. Và việc chớp thời cơ đó thì chúng ta phải ra quyết định một cách nhanh gọn lẹ. Được chưa ạ? Cho nên là từ lẹ đó là cái từ mà gì ạ? Mà chúng ta rất là cần thiết để rèn luyện cái tính cách của mình và rèn luyện cái phẩm chất của mình để trở thành một cái người doanh nhân bản lĩnh. Được không ạ? Ok, thì thời gian thì hết rồi, mỗi buổi sáng là có 1 tiếng thì hết giờ, cho nên là Huy cũng xin phép dừng ở đây. Tuy nhiên anh chị em có thể là rời đi, được chưa ạ? Anh chị em hết giờ, anh chị em có thể rời đi. Anh chị em có thể là có việc thì anh chị em cứ rời đi. Tuy nhiên thì Huy muốn tặng anh chị em một cái phần bonus nữa. Bao nhiêu anh chị em muốn có thêm phần bonus nữa? Thì bây giờ nó hết giờ rồi nhé. Bây giờ hết giờ rồi nhé. Hết giờ rồi. Nhưng mà anh chị em nào mà bận việc thì mình cứ giờ đi. Chứ không lại bảo ông này ông cứ câu giờ, ông cứ kéo dài thời gian, ông cứ gọi là nói nhiều. Đấy ạ. Cái phần mà bài học chính là xong rồi anh em. Bài học chính là xong rồi. Bây giờ là Huy sẽ có một phần bonus cho anh chị em. Tuy nhiên ấy, cái phần này là phần chống chỉ định. Phần này là phần chống chỉ định. Phần này là phần chống chỉ định cho những người nào mà thiếu bản lĩnh thì không nên nghe. Người nào mà không có bản lĩnh không nên nghe. Người nào mà yếu bóng vía, yếu tim hoặc là huyết áp cao, chị em phụ nữ đang mang thai, người già đang có bệnh thì tốt nhất là không nên nghe. Đúng không ạ? Được chưa ạ? Và anh chị em ao bớt đi. Sao vẫn nguyên si vậy? Không có ai chịu rời phòng Zoom vậy? Huy đã cảnh báo rồi anh chị em nhé. Cảnh báo anh chị em là gì ạ? Là không nên nghe cái phần này nếu như anh chị em không phải người bản lĩnh. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nghe xong anh chị em sẽ nổi nóng, nổi cáu, nổi cáu lên đấy. Đúng không ạ? Rồi. Ở đây là chúng ta có 5 chữ T và 5 chữ L rồi. Đúng không ạ? 5 chữ T và 5 chữ L. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ có thêm 5 chữ N nữa. Hay 5 chữ ng nữa. Đấy, 5 chữ ng để thể hiện là gì ạ? 5 cái yếu tố hay là 5 cái thuộc tính mà chúng ta nên tránh để trở thành người bản lĩnh. Để trở thành người bản lĩnh chúng ta nên tránh những cái điều sau. Thứ nhất, đấy là ngu. Ngu ngốc. Những người thiếu trí tuệ, không học hỏi, không nghiên cứu, không mày mò, không tìm tòi. Ngu ngốc, liều lĩnh một cách ngu ngốc thì đấy là gì ạ? Liều lĩnh một cách thiếu trí tuệ thì nói chỉ là ngu ngốc. Cho nên từ chữ ngờ thứ nhất đấy là gì ạ? Là ngờ là tự ngu. Bởi vì sao anh em? Mình không chịu học hỏi, không chịu cố gắng, không chịu phấn đấu thì làm sao ạ? Thì sẽ không thành công được. Cho nên là gì ạ? Rất nhiều người tưởng mình là kinh khủng lắm. Nhưng mà gì ạ? Bây giờ anh chị em mà liều nó phải có trí tuệ cơ. Liều nhưng mà thiếu trí tuệ thì nó là ngu. Bây giờ mình liều lĩnh tức đến mức là gì ạ? Mình nhảy từ tầng 10 xuống bởi vì có một cái thằng nào đấy nó thách thức mình. Ồ, mày giỏi mày nhảy từ tầng 10 xuống đi. Thì mình sao ạ? Mình liều mà, mình máu chó mà, mình là gì ạ? Mình thế này, mình thế kia. Thế làm sao ạ? Nhảy thử cho nó xem. Thế là xong rồi.
Đấy gọi là ngu, không phải là gì ạ, không phải là liều anh chị em nhé. Ở đây anh chị em phải hiểu rõ này, liều nó phải dựa trên là gì ạ, dựa trên những cái giá trị. Liều nó nằm trong gì ạ, nằm trong khuôn khổ, nó phải đúng đạo đức và đúng pháp luật. Liều đúng đạo đức, đúng pháp luật anh chị em nhé. Chúng ta có thể làm việc bất chấp khó khăn, bất chấp thử thách, bất chấp những cái sự mà mình chưa chuẩn bị, nhưng làm cái gì ạ? Chúng ta hành động bất chấp sự sợ hãi, chứ không phải là hành động bất chấp sự đúng sai, đấy chứ ạ. Và nếu như mà chúng ta làm bất chấp sự đúng sai, đấy là gì ạ? Đấy là ngu ngốc, đấy chứ ạ. Cho nên việc đầu tiên của chúng ta phải tránh đó là gì ạ? Làm mà không có trí tuệ, làm mà không hiểu biết, làm mà không có gì ạ? Nhận định đúng sai, đấy chứ ạ. Đấy, cho nên cái rèn luyện đầu tiên của chúng ta đó là gì ạ? Đây cái mà chúng ta cần phải tránh nha anh chị em nha, cần phải tránh. Đấy, cần phải tránh, đừng có ngu ngốc anh chị em nhé, đừng ngu ngốc. Nó hơi nặng một tí anh chị em thông cảm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì Huy biết là nó sẽ đụng chạm đến rất nhiều người trong phòng Zoom, nó đụng chạm rất nhiều người. Cho nên Huy nói rồi anh chị em là gì ạ? Anh chị em nào mà cảm thấy đụng chạm là mình cứ tự diện tự do out, bài học kết thúc rồi. Được chưa ạ? Đây là phần bonus thêm thôi. Được chưa ạ? Rồi. Cái tiếp theo nữa đó là đừng có ngáo. Ngáo là chỗ nào anh chị em? Tức là gì ạ? Không biết mình là ai, mình là như này, mình cứ tưởng mình là thế kia. Sau đó là gì ạ? Sau đó là đưa ra những cái suy nghĩ, cái tầm nhìn nó rất là viển vông, nó rất là gì ạ? Nó rất là không thực tế. Mình là người có mơ ước anh chị em nhé, mình có mơ ước, mình có mục tiêu, nhưng mơ ước mục tiêu của mình đó được dựa trên những cái nền tảng, dựa trên những cái gì ạ? Trí tuệ, dựa trên những cái kinh nghiệm, dựa trên những cái thực tế. Cho nên là đừng có ngáo. Đấy, rất nhiều anh chị em là gì ạ? Là gọi là nó cứ ngáo ngáo, tức là nó gọi là không biết mình là ai ấy. Tức là mình không hiểu mình ấy. Khi mình không hiểu mình ấy, thì mình sẽ đánh giá sai bản thân mình đánh giá sai tình hình và mình đánh giá sai của người khác. Có nhiều ông nó như là phán như thánh ấy anh chị ạ. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà cuối cùng hỏi ra mới biết chẳng biết cái mẹ gì. Đấy, thì gọi là chém gió anh em, chém gió. Đấy, cho nên nó cứ ngao ngao, không hiểu bản thân mình. Cái con người ấy, anh chị em ạ, con người đau khổ nhất đấy là không hiểu mình. Người ta gọi là gì ạ? Hiểu mình, hiểu người, trăm trận trăm thắng. Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Nhưng mà mình không biết mình, làm sao mình biết người được, đúng không ạ? Cứ cho như là mình biết được 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 người đi. Bây giờ mình biết được thằng đối thủ nó có 10.000 quân, nhưng mình lại chẳng biết mình có bao bao nhiêu quân, thì làm sao mình thắng được? Mình lại cứ tưởng là mình có 100.000 quân, thực ra mình có 1.000 quân thôi. Mình lại tưởng mình có 100.000 quân, thế là mình xông phi ra mình đánh với thằng 10.000 quân, nó chết, đúng không ạ? Cho nên mình phải biết mình, biết người. Mình biết mình là mình có thế mạnh gì, mình có điểm yếu gì, mình có thể làm điều gì là tốt nhất, cái điều gì là mình không nên làm, cái điều gì là mình là điểm yếu của mình thì mình khắc phục, mình tránh. Cái gì là điểm mạnh của mình thì mình phải phát huy. Mà cái điều này Huy thấy, Huy là cái người coach, Huy là người coach hàng hàng nghìn cái trường hợp rồi anh chị em. Huy coach hàng nghìn cái trường hợp rồi, cho nên Huy gặp cái trường hợp nó nhiều lắm anh chị em. Những cái người không biết mình, bản thân Huy ngày xưa cũng vậy, là cái người không biết mình là ai, không biết mình giỏi cái gì, không biết mình kém cái gì. Đó, đấy là lý do tại sao mà Huy nghiên cứu về sinh trắc vân tay, Huy nghiên cứu về thần số học, cho nên là gì ạ? Huy nghiên cứu về tướng số, nghiên cứu về tử vi để mà gì ạ? Để mà hiểu bản thân mình, và sau đó là mình hiểu người khác. Đó, Huy nghiên cứu về năng lượng để Huy hiểu người khác. Đó, thì khi mà Huy nhìn thấy có những người họ không không tìm được cái con đường họ đi ấy, tức là họ là cá nhưng mà họ cứ leo cây, họ là khỉ nhưng họ cứ xuống, họ bơi với thi với cá, cho nên là gì ạ? Họ thất bại. Họ thất bại không phải là họ không giỏi, mỗi người đều có một tài năng riêng của mình, mỗi người có một cái độc đáo riêng của mình, mỗi người có một cái bản lĩnh, một cái khả năng riêng của mình. Nhưng mà mình cứ làm sai đi, mình làm sai cái thiết kế của mình đi. Thiết kế của mình là phải là gì ạ? Phải là cái người gọi là tiền đạo, thì mình cứ gì ạ? Đi về mình làm hậu vệ. Cái người là hậu vệ, người thủ môn thì cứ nhảy lên làm tiền đạo, thì làm sao ạ? Nó bị sai cái thiết kế đi. Đấy vậy. Đó, cho nên là đầu tiên là mình phải hiểu mình thì mình mới bớt ngáo đi được, chứ không là nhiều ông ngáo lắm.
Đấy, cứ liều lĩnh thấy người ta làm cái gì cũng xông phi vào làm mà không có tính toán, không có suy nghĩ gì cả thì là cũng chết. Đấy, cho nên là liều nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ là luôn luôn có trí tuệ ở trong đó, được không ạ? Cái từ ngờ thứ ba nữa, đấy là gì ạ? Đã ngu, đã ngáo, lại còn gì ạ? Lại còn ngang, người khác nói thì không chịu nghe, không chịu học hỏi, không chịu phát triển, không chịu đi lên, cũng rất là ngang. Đấy, rất là ngang. Đấy, rất là bảo thủ, rất là cứng đầu. Đấy, đúng không ạ? Rất là bảo thủ, rất cứng đầu luôn. Đấy, thế thì làm sao? Thì mình phải biết cách tiếp thu, mình khiêm tốn. Đừng có ngang, đừng ngang quá. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cổ nhân có câu ấy, cứ ba người đi với nhau thì chắc chắn là một người là thầy của ta. Như vậy là gì ạ? Xung quanh chúng ta có rất nhiều người để đáng để chúng ta học hỏi. Và chúng ta cần phải khiêm tốn. Chúng ta cần phải khiêm tốn để học hỏi từ người khác. Đừng có tự cao tự đại, đừng có kiêu ngạo quá. Nó dẫn đến cái tình trạng là ngang ngược. Khi mà có người, người ta cho mình một cái cơ hội, cho mình một cái lời khuyên, cho mình một cái ý kiến, thì việc đầu tiên của chúng ta đó là đón nhận nó, tiếp thu nó. Sau đó là chúng ta nghiên cứu, tìm hiểu, suy nghĩ sau. Được chưa? Việc đầu tiên họ họ có cho chúng ta một cái lời khuyên, họ cho chúng ta một cái cơ hội, cho chúng ta một cái ý kiến. Việc đầu tiên là mình tiếp thu nó đã, sau đó là phản đối sau. Có nhiều ông rất là gì ạ, rất là mẫu, thế là gì ạ, xông phi vào chiến đấu này, cãi nhau luôn. Đấy, thì bản lĩnh là gì ạ, là sự bình tĩnh. Bình tĩnh đó là sự khiêm tốn, phải khiêm tốn thì mới bình tĩnh được, thì mới gì ạ, kiềm chế được những cái cảm xúc bên trong của mình. Cho nên là gì ạ, là lúc đấy thì những người bản lĩnh là thường là những người rất là chịu khó học hỏi và rất là khiêm tốn, chứ không phải là những người ngang ngược. Đấy ạ. Cho nên là cái thứ mà chúng ta cần tránh đấy là gì ạ? Đừng có ngang. Đấy ạ. Rồi, một cái từ ngờ thứ tư nữa, đó là từ nghi. Đây là nghi ngờ. Nghi ngờ ấy, cái người bản lĩnh ấy thì họ luôn luôn có một cái niềm tin rất là mạnh mẽ, và cái niềm tin này của họ nó đặt ở bên trong. Cho nên họ không có nghi ngờ người khác, không có nghi ngờ những cái câu chuyện của người khác, không nghi ngờ đánh giá người khác khi mà họ không có thông tin. Bây giờ làm sao? Khi có một ai đó nói chuyện, ui ôi hôm nay vừa học ông thầy hay lắm, nhưng mà ui chắc lại mấy thằng chém gió gì, chắc lại mấy thằng thế này, chắc lại thế này, thằng thế kia. Tức là họ không hề có thông tin gì, chỉ có ai đó. Bây giờ vợ về bảo ui ôi sáng nay em học 5 giờ sáng, ui có anh ấy anh chia sẻ hay lắm. Thì bắt đầu mình làm sao ạ? Mình nghi ngờ, mình bảo là gì ạ? Úi giời ơi, thằng đấy nó lại thế này, nó lại... Mình không hề có bản, mình không hề có một cái thông tin gì. Nhưng mà gì ạ? Luôn luôn nghi ngờ mọi thứ. Luôn luôn nghi ngờ mọi thứ. Bởi vì sao ạ? Mình thiếu cái niềm tin vào mình, thiếu niềm tin vào người khác. Cho nên là mình mới nghi ngờ người khác. Và đôi khi nghi ngờ chính bản thân mình. Mình không biết là mình có làm đúng hay không. Không biết là mình con đường đi có đúng hay không. Cho nên mình mới bỏ cuộc, cho nên mình thiếu sự lì lợm. Đúng không ạ? Mình không biết là mình có làm được không, cho nên mình không dám chấp cơ hội, cho nên mình không có lanh, mình không có lẹ được. Được chưa? Đấy. Đấy. Học mãi mà không giỏi được ấy, bởi vì là mình dạ, mình nghi ngờ, cái người khác người ta nói cho mình không biết đúng hay không, cho nên là gì ạ? Mình không tiếp thu nó. Mình ngồi mình học nhưng mình không tiếp thu. Đấy, cho nên là gì ạ? Đấy, ngồi học như này, xem mày nói như nào. Đấy, thế làm sao ạ? Thế thì mình chẳng học được cái gì, lãng phí thời gian. Nó tốt nhất là gì ạ? Là không học, đúng không? Tốt nhất là không học. Chứ còn học mà học cái kiểu đấy thì tốt nhất là mất thời gian đó, đúng không ạ? Thời gian nó rất là quý báu. Cho nên là gì ạ? Đừng có nghi ngờ. Người ta bảo là gì ạ? Con chim ấy nó sợ cành cong, nhưng thực ra không phải. Cái niềm tin của con chim nó đặt vào đâu ạ? Nó đặt vào đôi cánh, nó đâu đặt cái cành cây đâu. Cho nên nó không nghi ngờ cành cây. Cành cây nào nó cũng đỗ vào được hết. Và cành cây nó nói gì ạ? Nó gãy thì sao ạ? Thì nó vẫn có cánh nó bay mà. Cho nên là gì ạ? Khi mà những người nghi ngờ thì thường là những người nghi ngờ người khác ấy, thường là những người hay nghi ngờ chính bản thân mình. Bởi vì họ không tự tin vào bản thân họ, cho nên họ gì ạ? Họ cũng không tự tin vào người khác. Họ không dám đặt niềm tin vào người khác, bởi vì chính họ cũng không dám đặt niềm tin vào họ. Mà họ không dám đặt niềm tin vào họ thì người khác cũng không dám đặt niềm tin vào họ. Thì khi đó thì làm sao mà họ trở thành người bản lĩnh được, đúng không chị em? Đấy. Và cái người bản lĩnh và cái chữ ngờ cuối cùng mà chúng ta nên tránh, đấy là từ nguy. Ở đây tức là nguy hiểm ấy. Đấy nhỉ? Tránh cái sự nguy hiểm.
Tránh nguy hiểm ở đây tức là tránh tỏ ra nguy hiểm anh chị em. Mình không phải vậy mà mình lại cứ thể hiện ra như vậy thì đấy là nguy hiểm, đúng không ạ? Đấy. Mình không có kiến thức nhưng mà mình thể hiện là mình có kiến thức, đấy là gì ạ? Đấy là nguy hiểm. Mình không có cái thuộc tính đấy mà mình cứ nói cho người khác là mình có cái điều đó thì đấy là gì ạ? Là nguy hiểm. Và những người nguy hiểm hoặc tỏ ra nguy hiểm ấy, những người cố gắng tỏ ra nguy hiểm ấy, đấy, thì làm sao ạ? Là những người đấy không phải là người bản lĩnh. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ không tự tin với bản thân, cho nên là gì ạ? Cho nên họ phải tô vẽ lên, họ phải tìm cách là làm cho người khác nghĩ mình là cái người như này như thế kia. Đấy. Đã ngu mà tỏ ra nguy hiểm, cái đấy là đã ngu rồi còn tỏ ra nguy hiểm thì hết thuốc chữa, hết thuốc chữa. Cho nên là gì ạ? Anh chị em chúng ta hãy tránh hoặc là tránh luôn cả những cái người mà tỏ ra nguy hiểm, những người mà tỏ ra nguy hiểm thì tránh luôn, tránh xa luôn. Bởi vì những cái đội đấy này là khó khó đào tạo lắm nhỉ, khó đào tạo, khó nói lắm. Tốt nhất là mình tránh xa. Đấy, mình cứ tìm những cái người nào tích cực, yêu thương, biết ơn, bình tĩnh, bản lĩnh mà mình chơi. Mình thích là người bản lĩnh thì mình chơi với người bản lĩnh, đừng chơi với những người nguy hiểm, được không ạ? Đấy, như vậy là năm chữ ngờ chúng ta cần tránh anh chị em nhé. Đấy, và có thể nhé, có thể là trong cái buổi Zoom ngày hôm nay là có thể là Huy sẽ đụng chạm đến một cơ số người trong phòng Zoom này. Cho nên là Huy xin phép, Huy xin lỗi tất cả anh chị em nếu như mà anh chị em có một sự đụng chạm nào đó. Nếu mà anh chị em cảm thấy là ông này ông ấy chửi mình thì thôi, anh chị em bỏ qua cho Huy, đúng không ạ? Bởi vì cái người bản lĩnh họ có một cái điều này nữa, đó là gì ạ? Đó là sự bao dung. Họ luôn luôn bao dung, họ luôn luôn là gì ạ? Tha thứ cho người khác. Đấy. Và họ luôn luôn bình tĩnh. Đấy. Thì đấy, họ sẽ là cái người bản lĩnh. Đấy. Được không ạ? Rồi, cảm ơn anh chị em đã bao dung cho Huy nhá. Đừng có trách Huy nhá. Được không? Đấy, cái phần này là cái phần mà Huy nói trước rồi. Không lại bảo là gì ạ? Là không nói trước. Đấy. Chống chỉ định cho những người yếu bóng vía rồi. Yếu gọi là thiếu bản lĩnh rồi. Đúng không ạ? Cho nên là anh chị em nào mà trách Huy là anh chị em thiếu bản lĩnh đấy nhá. Được không? Ok, cảm ơn anh chị em đã lắng nghe. Xin chúc anh chị em có một ngày mới tuyệt vời và thành công trong tương lai.